Xin chào quý vị các bạn, ở đây mình có một cái túi của Thăng Long Mobile. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không mở hộp cái túi mà ở bên trong có một sản phẩm rất là hay. Đấy là Razer Phone 2. Thì sản phẩm này mình mượn tại cửa hàng Thăng Long Mobile. Anh em có thể truy cập vào link ở phía dưới mô tả của video để vào group của Thăng Long Mobile nhá. Mình không biết giá sản phẩm này bao nhiêu, nhưng mà ở trên giá web của họ là 799 đô, đắt hơn 100 đô so với cả phiên bản Razer Phone thế hệ đầu tiên. Thì hộp bên ngoài của máy thì vẫn là một cái hộp giấy, giấy nhám nhám, và ở bên này sẽ có chữ Razer. Chúng ta sẽ mở cái hộp này ra. Ở đây, ở bên trong sẽ là chiếc Razer Phone 2 của chúng ta. Nó cũng không khác gì so với Razer Phone 1 cả. Và cách đóng hộp nó cũng rất là hay. Ở bên này có một cái tờ giấy của co-founder, CEO và creative director. Và chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Một cái tờ bằng bìa cứng, nó rất là cứng, và sẽ có cái que dọc sim với cái chữ Razer ở đây. Như các bạn có thể thấy, chúng ta sẽ có phía dưới sẽ là sách hướng dẫn sử dụng Razer Phone 2. Và cái mà mình thích nhất là cái này. Đó, nó là cái sticker của Razer Phone. Dán vào MacBook thì bao tuyệt, nhìn giống nhau được khỏi luôn. Ở phía dưới hộp thì chúng ta sẽ có phụ kiện của máy, bao gồm một cái cục sạc. Thì chiếc Razer Phone 2 sẽ vẫn hỗ trợ cục sạc Quick Charge là 4.0 Plus cho tốc độ sạc rất là nhanh. Và cục sạc này sẽ có nguồn ra là 12V 2A, tức nghĩa là lên tới 24W. Và cục sạc này của chúng ta sẽ là cục sạc với một đầu cắm là Type-C. Và chúng ta sẽ có một sợi cáp ra hai đầu Type-C để có thể sạc vào thiết bị. Và sau này sẽ không có tai nghe, nó sẽ đi kèm với một jack chuyển từ Type-C ra 3.5mm. Mình sẽ gaming phone mà mình phải thô bạo một tí. Ở đây thì là chiếc Razer Phone 2 của chúng ta. Chúng ta sẽ có mặt trước, nó cũng giống với cả chiếc Razer Phone 1 thôi. Phía trên và dưới sẽ là cặp loa stereo. Và mặt trước chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 5.7 inch. Vẫn là tỷ lệ màn hình là 16:9, nhưng độ phân giải sẽ là 2K. Và một độ điểm ảnh ở trên chiếc Razer Phone 2 sẽ là 513 ppi. Và cái điểm hay của chiếc Razer Phone cũng như ở Razer Phone 2, chúng ta sẽ có màn hình là 120Hz Ultra Motion Display. Tuy nhiên thì so với thế hệ trước, nó đã sử dụng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5, và nó sẽ bảo vệ cho máy chúng ta chống trầy xước tốt hơn. Tuy nhiên thì vẫn là tỷ lệ màn hình cũ, và viền màn hình thì cũng không phải gọi là quá mỏng. Tuy nhiên thì với viền màn hình này, khi chúng ta cầm những cái thao tác để chơi game như thế này ấy, thì nó cũng dễ dàng, thoải mái và không bị che vào loa này. Và cái thao tác tay của mình khi mà với vào với cái màn hình vẫn là tỷ lệ cũ như vậy thì nó cũng rất là dễ. Và cái điểm đặc biệt nhất của chiếc Razer Phone 2 so với cả Razer Phone 1 đó là ở phần mặt lưng. Chúng ta sẽ có mặt lưng được hoàn thiện từ kính, và cách bố trí mặt lưng cũng đã được thay đổi. Đó là so với thế hệ thứ nhất, và đặc biệt là cái logo Razer ở đây không còn phải là đèn một màu nữa mà sẽ là đèn LED RGB. Chúng ta có thể tùy chỉnh ở phần mềm và cụm camera kép. Và đây là Razer Chroma, thì giúp các bạn có thể tùy chỉnh được cái phần đèn LED ở phía sau của chiếc Razer Phone 2. Như bạn thấy mình đang để ở đây là màu xanh lá cây, đúng không? Tuy nhiên thì mình có thể tùy chỉnh sang các màu khác nhau và tùy mục đích khác nhau. Như bây giờ nó chuyển sang màu hồng rồi này, mình sẽ muốn chuyển nó sang màu xanh, sang màu vàng, sang màu trắng, màu tím, màu đỏ. Nói chung là sẽ có rất là nhiều màu sắc mà các bạn có thể lựa chọn, cũng như là cái độ sáng của cái đèn LED này như thế nào này. Rồi chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng khác nhau để có thể sử dụng với cả cái đèn LED này. Nói chung là một cái tùy biến rất là hay và thú vị so với cả thế hệ 1, khi mà chỉ có cái đèn LED là một màu mà thôi. Chúng ta sẽ có cấu hình cũng được nâng cấp so với thế hệ 1, đó là con chip Snapdragon 845. Chúng ta sẽ có phiên bản này là 8GB RAM. RAM vẫn là 8GB, nhưng mà theo nhà sản xuất này có đưa ra thì so với thế hệ trước thì nó là RAM LPDDR4X. Và màn hình của nó thì quá là đã, với màn hình 120Hz luôn. Nhưng cái thao tác ở trên này nó quá là mượt. Nếu các bạn mà dùng iPad Pro rồi ấy, hoặc là dùng Razer Phone thế hệ thứ nhất rồi, thì sẽ cảm thấy là cái màn hình 120Hz này mang cái trải nghiệm của các bạn nó mượt mà hơn rất nhiều. Cảm giác như là những cái hiệu ứng của nó ấy, nó chuyển cực kỳ mượt và nhìn rất là đã. Về camera thì chúng ta sẽ có camera với cảm biến mới của Sony, nhưng mà thông số thì vẫn được giữ nguyên, khi chúng ta sẽ có camera với độ phân giải là 12MP cả hai camera luôn. Và một camera sẽ có khẩu độ là f1.75 với khả năng chống zoom quang học, và một camera thứ hai giúp các bạn chụp ảnh trong chế độ xóa phông với khả năng zoom 2x và khẩu độ là f2.6. Và chúng ta sẽ có camera selfie với độ phân giải là 8MP, khẩu độ f2.0, và cũng có chế độ portrait để có thể xóa phông với camera trước luôn, mà chỉ cần dùng một camera và nó sẽ có một cái chấm gì nhỏ nhỏ đen đen ở trên này này, mình cũng không nhớ rõ nữa. Và hệ thống tản nhiệt, đây là một cái thứ rất là quan trọng để có thể tạo nên một chiếc điện thoại chơi game, một chiếc gaming phone. Thay vì sử dụng HEPA như trên chiếc Razer Phone 1 thì sang thế hệ Razer Phone 2 nó sẽ sử dụng là Vapor Chamber Cooling. Thì đây là một cái hệ thống mới, mình không rõ, không thể nói được chính xác cái hệ thống nó như thế nào. Thì với Vapor Chamber Cooling thì nó sẽ cho cái hiệu suất tản nhiệt nó sẽ cao hơn, và khi chúng ta chơi game trong thời gian dài thì con chip sẽ duy trì được xung nhịp cao trong thời gian lâu hơn, để giúp các bạn chơi trải nghiệm game nó sẽ mượt mà hơn, và cái nhiệt lượng tỏa ra nó sẽ không bị kiểu quá nóng đến kiểu mức khó chịu,
và vẫn có thể chơi game mượt mà. Và với Android thì như các bạn biết, nếu mà chơi game kiểu quá lâu ấy thì rất dễ hiện tượng giật lag nó sẽ xảy ra. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài thứ liên quan đến gaming ở trên chiếc máy này, như là Razer Cortex này, nó sẽ tối ưu cho thời lượng pin, cho performance để giúp các bạn chơi game mà không cần quan tâm đến pin. Tại vì sản phẩm này sẽ có viên pin dung lượng là 4000 mAh cùng khả năng sạc nhanh Quick Charge 4.0, và đặc biệt là với chiếc Razer Phone 2 thì nó đã chuyển qua mặt lưng là kính nên nó sẽ có khả năng sạc không dây. Và trên đây thì mình đã cùng các bạn mở hộp và trên tay nhanh chiếc Razer Phone thế hệ thứ 2 với một sản phẩm mà thực sự là dành cho các bạn nào chuyên để chơi game với một khả năng tản nhiệt nó tốt hơn này. Còn chip Snapdragon 845 mặc dù đã mới ra con chip mới nhưng mà 845 hiện tại vẫn đem lại một cái hiệu năng xử lý rất là tốt. Màn hình 120Hz và đây hình như là một chiếc smartphone duy nhất trên thế giới mà có cái màn hình kể về tốc độ làm tươi màn hình nó cao đến như vậy và đem lại cái trải nghiệm rất là mượt mà. Và đặc biệt là cặp loa stereo cho khả năng nghe nhạc và khi chúng ta chơi game thì rất là đã. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn sẽ lựa chọn cho mình chiếc Razer Phone 2 không? Hay là sẽ lựa chọn cho mình những cái sản phẩm khác? Mình sẽ bật mí cho các bạn trong những video mở hộp ngày hôm sau. Cảm ơn thằng Long Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này thực hiện video. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Verve Studio. Và nếu mọi người chưa từng đến đây bao giờ, hãy bấm like và subscribe. Và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây.